Trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng quan tâm về những tín hiệu khả quan từ du lịch Hội An, nhiều cách làm để xây dựng tộc họ văn hóa ở Hội An, cùng ghi nhận từ những mô hình phòng ngừa và chữa cháy ngay từ ban đầu tại phố cổ Hội An. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, du khách trong và ngoài nước đến tham quan lưu trú tại Hội An khá đông, hầu hết các cơ sở lưu trú đều đạt công suất cao. Cùng với các lượt khách quốc tế đạt tỷ lệ gần 50% tổng lượt khách đến đã tạo nên những tín hiệu khả quan cho ngành du lịch địa phương. Những ngày qua, có nhiều du khách đến với các chương trình tour du lịch trải nghiệm cộng đồng của công ty du lịch Red Trần Tour ở Hội An. Không chỉ trong nước, du khách đến từ các thị trường truyền thống châu Âu, châu Mỹ tham gia khám phá đời sống của cư dân địa phương và cảnh quan thanh bình làng quê cũng thêm nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là trong dịp lễ này thì Hội An cũng chắc chắn là sẽ đón được rất là nhiều du khách đến tham quan, bởi vì những cái sự nổi tiếng, sự duyên dáng, sự trầm mặc vẫn là được rất là nhiều du khách yêu mến. Do kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhiều khách sạn resort tại Hội An có lượng khách đặt phòng rất cao, với lượng khách đến chủ yếu là từ trong nước đi theo gia đình với thời gian nghỉ dưỡng từ 3 đến 4 ngày. Giá phòng các khách sạn không có nhiều biến động so với các ngày thường và không thu thêm phụ phí. Theo các chuyên gia du lịch, so với năm 2019, lượng khách du lịch đến Hội An năm nay đang phục hồi khoảng 70%. Hầu hết cơ sở lưu trú ở địa phương đều đạt công suất phòng cao. Theo dõi của chúng tôi thì trong cái dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì lượt khách đến Hội An sẽ rất đông. Bởi vì thông tin từ các cái đơn vị lữ hành, người ta cũng đã thông tin đến chúng tôi rằng người ta sẽ đưa khách đến trong cái dịp lễ này. Bởi vì đây cũng là một cái dịp lễ có cái thời gian nghỉ rất dài do có những ngày nghỉ bù. Cho nên là không riêng gì khách trong nước mà khách quốc tế cũng đến rất đông, đặc biệt là có các khách từ châu Âu, châu Á, là Hàn Quốc, Thái Lan, đồ v.v. Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế du lịch của thành phố Hội An đã có dấu hiệu phục hồi. Các cơ sở kinh doanh thương mại ăn uống hoạt động sôi nổi trở lại, đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dân và du khách. Hội An cũng liên tục được các trang du lịch nổi tiếng thế giới giới thiệu là một trong 10 điểm đến du lịch đẹp nhất Việt Nam. Điểm đến tốt nhất, top 20 điểm đến là xu hướng nổi bật nhất năm 2023 do du khách bình chọn của TripAdvisor. Top 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới năm 2023. Thành phố cũng phải đảm bảo được cái môi trường du lịch trên năm phương diện, tức là về an ninh, an toàn, thứ hai nữa là về trật tự đô thị, trật tự giao thông, thứ ba nữa là vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, thứ tư nữa về là văn hóa ứng xử, cái sự tiếp sống thuần hậu của người Hội An phải trở thành một cái thương hiệu, và thứ năm nữa là cái môi trường về thông tin cho du khách. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam tăng cao. Tổng lượng khách tham quan lưu trú du lịch ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế đạt tỷ lệ gần 50% tổng lượng khách đến tham quan. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hội An vừa tổ chức cuộc mạn đàm với đại diện các công ty, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài địa phương về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới. Ủy ban dân thành phố Hội An đã giới thiệu về phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An và kế hoạch mở rộng không gian đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ tuyến đường Phan Châu Trinh. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu phương thức quản lý phù hợp, hiệu quả, linh hoạt. Mọi phương án đều hướng tới giữ gìn, phát huy hình ảnh tốt đẹp và những giá trị văn hóa của phố cổ nói riêng và Hội An nói chung. Đại diện của hơn 40 doanh nghiệp lữ hành và các thành viên của Hiệp hội Du lịch đều thống nhất việc tăng cường kiểm soát vé tham quan đối với Hội An là cần thiết để giảm tải cho khu phố cổ và giữ gìn di sản. Tuy nhiên, việc này liên quan đến nhiều bên nên phải cân nhắc thận trọng trong cách làm, đảm bảo tính khoa học và nhân văn. Nói và vẫn khuyến khích là thành phố mở rộng đối tượng và bán vé, bởi vì có tiền thì mới tiến hành mới gìn giữ cái khu phố cổ di sản được. Thực ra hiện tại là khu phố cổ mình là so với 15-20 năm trước là đã biến đổi rất là nhiều, theo cái chiều hướng là xuống cấp chứ không phải là chiều hướng đi lên.
Một đại diện doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất cụ thể về giải pháp xử lý tình trạng trốn vé tham quan khu phố cổ Hội An như sau. Nếu thật sự Hội An có một cái đội gọi là chế tài kiểm soát thì sẽ bắt được những cái bạn vi phạm. Những cái bạn vi phạm đấy thì em nghĩ là bây giờ mình có những cái chi hội hướng dẫn viên, có những cái hội lữ hành thì tại sao mình không có những cái thông báo đăng đen? Đông đảo đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều giải pháp hữu ích sát với thực tế. Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu đầy đủ và khẳng định Hội An sẽ không áp dụng các biện pháp quản lý hành chính một cách máy móc, gây khó chịu cho du khách và người dân khắp nơi khi đến với Hội An. Nguồn thu từ việc bán vé tham quan khu phố cổ sẽ tiếp tục đầu tư trở lại cho di sản và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch địa phương. Hội An không đặt ra cái mục tiêu là tăng thu vé tham quan, mà mục tiêu hàng đầu vẫn là bảo tồn di sản. Và nếu có thêm nguồn thu thì tất cả các nguồn thu đó cũng đều dành cho di sản. Nên chúng ta biết rằng là cái tiền bán vé thu được thì hiện nay Hội An đều dành hết cho di sản. Cái thứ nhất là dành lại cho nhiệm vụ trùng tu hàng năm tốn kém rất lớn. Cái thứ hai là hỗ trợ lại cho di tích tư nhân. Di tích tư nhân thì có hai cái khoản. Khoản thứ nhất là trích từ vé, từ ô vé cho các cái di sản, bao gồm di sản của các hội quán và các cái nhà cổ. Cái tiền vé này sẽ dùng để mà hỗ trợ cho các cái di tích, các cái nhà dân để người ta thực hiện trùng tu, và thành phố phải hỗ trợ từ cái vé tham quan với cái mức từ 40-70%. Cái thứ ba nữa là cái nguồn kinh phí này cũng dành cho các cái lực lượng làm cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và chốt chặn để đảm bảo cái phố đi bộ và cái phố không động cơ để cho du khách tham quan. Và cái thứ tư là để dành cho cái nhiệm vụ dọn vệ sinh môi trường, đầu tư hạ tầng từ cống rãnh, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, rồi nạo vét sông Hồi, phòng chống cháy cũng như là phòng chống mối mọt cho di tích. Và thứ năm nữa là để mà tổ chức các cái sự kiện trong khu vực phố cổ, ví dụ như bài chòi, rồi là đêm phố cổ, rồi các cái hoạt động trình diễn nghệ thuật miễn phí dành cho du khách. Nói chung là gần như tất cả cái nguồn thu từ vé đều được đầu tư trở lại cho di sản. Thành phố Hội An hiện đang tập trung quyết liệt về công tác quản lý môi trường du lịch, nghiên cứu giải pháp chống cò mồi, tăng cường các biển thông tin hướng dẫn, tổ chức đón du khách từ xa, đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, tăng cường các sản phẩm trải nghiệm cho du khách, nghiên cứu trình tỉnh có phương án hợp lý về việc bán vé, tránh sự phân biệt vé, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch, v.v. Những ngày qua, tại Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương và cũng là cách để đẩy mạnh việc xây dựng tộc họ văn hóa trên địa bàn. Đây là buổi ra mắt mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng các dòng tộc và hội thi trang trí mâm ngũ quả dân tổ tiên tại Lăng Ngũ Hành, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Cùng với việc nắm quy chế và cam kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng các dòng tộc, đông đảo bà con các tộc đã tập trung về đây chuẩn bị và trang trí mâm ngũ quả dân tổ tiên. Tộc Lê Bang chúng tôi vận động con cháu chấp hành chủ trương chung của địa phương là xây dựng cái nếp sống văn minh đô thị và xây dựng cái nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Con cháu chấp hành thực hiện có cái chủ trương thì nói chung là mấy năm qua là đoạt tộc văn hóa, con cháu hầu hết là thực hiện tốt. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An phối hợp với phường Thanh Hà tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong các tộc họ và triển khai mô hình từ đường Trang Nghiêm, con cháu Thảo Hiền cùng nhau phát triển. Các tộc cam kết hàng năm vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch tổ chức trang trí từ đường tưởng nhớ quốc tổ Hùng Vương, tri ân tổ tiên gia tộc, vận động con cháu đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu có trên 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% hộ thực hiện tốt, không rải vàng mã khi đưa tang, phân loại rác thải tại nguồn, v.v. Thì tôi thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc xây dựng mô hình là một cái cần thiết cũng phải làm trong cái xã hội hiện nay, để làm sao đó trách nhiệm của gia tộc, trách nhiệm của công cháu cùng với đảng, cùng với lại chính quyền, cùng với lại các cái tổ chức chính trị xã hội khác ở từng khu dân cư cũng như ở địa phương để thực hiện thắng lợi cái cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn minh. Những ngày này, thành phố Hội An đang phát động cuộc thi trang trí từ đường gia tộc lần thứ nhất năm 2023. Các tộc đã chuẩn bị vật liệu, nhân công trang trí cảnh quan môi trường các từ đường gia tộc nhằm tuyên truyền con cháu hướng về cội nguồn,
thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào xây dựng tộc văn hóa. Cùng với đó, thời gian qua, Hội An đã có nhiều cách làm thiết thực để đẩy mạnh xây dựng tộc họ văn hóa, góp phần xây dựng thành phố văn hóa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã và đang góp phần phòng ngừa cũng như chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu tại phố cổ Hội An. Đây là buổi lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng tại hai khu phố của phường Sơn Phong. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm các hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh liên kề tự nguyện tham gia, được lắp đặt chuông báo cháy, trang bị dụng cụ, cài đặt app 114 báo cháy và được hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy của liên gia tôi thấy là vô cùng cần thiết, bởi vì khi có hỏa hoạn xảy ra thì chính những mô hình này đã giúp trợ giúp nhau, và bên cạnh đó có lực lượng bảo vệ dân phòng dân phố và lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy chuyên môn cùng phối hợp với nhau để làm tốt công việc ngăn chặn và cứu hỏa kịp thời. Liên tục trong thời gian qua, các xã phường tại Hội An đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định thành lập, ban hành nội quy về quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các điểm chữa cháy công cộng, nhằm phòng ngừa, chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. Trong khu phố cổ là tiềm ẩn nguy cơ rất cao, cho nên qua thời gian sát sát cũng như tham mưu các lãnh đạo thì đến thời điểm này thì thành phố đã thống nhất để cho địa phương chúng tôi triển khai các tổ liên gia, rồi các tổ phòng cháy chữa cháy công cộng, qua đó để chúng ta ngăn ngừa, đặc biệt chúng ta phải cố gắng ngăn ngừa và quán triệt tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong thời gian sắp đến, và nhằm mục đích cao nhất đó là giữ được nhà an toàn, phố an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. 13 xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã củng cố các đội dân phòng, tổ chức hội nghị tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Các đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và bà con nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình và trong khu dân cư, từng bước nhân rộng mô hình nhằm mục tiêu từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, toàn xã, phường an toàn. Trong 3 tháng đầu năm nay, tại thành phố Hội An đã xảy ra 6 vụ cháy nhưng không thiệt hại về người, và các vụ cháy đều đã được dập tắt hoặc được chữa cháy một phần trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Trong thời gian tới thì thành phố Hội An sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này, và mục tiêu của chúng tôi là làm sao cho mỗi nhà dân sẽ là một điểm phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cũng là một chiến sĩ trong cái việc mà phòng cháy chữa cháy. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã góp phần phòng ngừa và chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu, bởi thời điểm vàng để thực hiện việc chữa cháy không quá 5 phút kể từ khi phát sinh sự cố cháy. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.